Tôi đã cắn Evander Holyfield, đó là đêm tồi tệ nhất đời tôi và tôi có mặt ở đây để gửi lời xin lỗi với tất cả. Tôi đã sợ bị thua và hành động điên rồ ấy được thực hiện vì tôi không có cách nào khác để giành chiến thắng. Trong một phần tư thế kỷ trước, một sự kiện rúng động toàn bộ thế giới thể thao và giới boxing cho đến ngày hôm nay vẫn kháo nhau rằng đó là đêm thứ 7 tồi tệ và kinh hoàng bậc nhất làng quyền Anh. Với riêng Mike Tyson, đó là vết nhơ khó rửa trong sự nghiệp vĩ đại của tay đấm thép. Đến thời điểm hiện tại, không một ai lý giải được nguyên nhân vì đâu Mike Tyson lại làm như vậy. Một ngày cuối tháng 6 năm 1997, MGM Grand Las Vegas đón chào hàng vạn du khách ghé đến. Thông thường nơi đây là chốn thiên đường để các tay chơi đốt tiền vào các cuộc vui bất tận, hay để những con người đặt cược vận mệnh của mình vào những sòng casino. Và đồng thời nơi đây là thánh đường cho những trận đấu boxing đỉnh cao trong lịch sử thế giới. 25 năm trước, một trận đấu như thế đã diễn ra, Mike Tyson so găng cùng Evander Holyfield. Truyền thông gọi đó là cuộc chiến giữa âm thanh và cơn thịnh nộ giữa hai cái tên nổi tiếng bậc nhất làng quyền Anh khi đó. Tạp chí The Ring thậm chí còn xem đây là sự kiện thể thao lớn nhất năm 1997. Mike Tyson thời điểm đó đơn giản là bất khả chiến bại. Những pha ra đòn, đặc biệt là cú đấm móc, được thực hiện với tốc độ nhanh như tia chớp cùng sức công phá không khác gì búa tạ. Tay đấm thép còn là nhà vô địch hạng nặng đầu tiên nắm giữ đồng thời cả ba đài WBA, WBC và IBF. Cho đến nay, huyền thoại người Mỹ là tay đấm duy nhất thống nhất chúng cho đến nay. Bên kia góc võ đài, Holyfield với biệt danh là The Real Deal, huyền thoại của làng quyền Anh hạng nặng, là chiến thần trên sàn đấu. Không nổi tiếng trên mặt trận truyền thông như Mike Tyson, Holyfield chiếm được cảm tình của người hâm mộ bằng một cách riêng, rất đặc biệt mà không lẫn vào đâu. Ông không hổ báo, ông ghi điểm bằng một lối đánh quyến rũ, rực lửa và đầy đam mê. Trong năm tháng đỉnh cao, mặc dù không có lợi thế về thể hình, nhưng Holyfield vẫn khiến các đối thủ rùng mình với những cú đấm ngàn cân, tốc chiến tốc thắng. Holyfield được nhận xét là người có lối đánh ngang tàng, lì lợm, đã ra đòn thì mạnh mẽ như vũ bão và giống hệt như một chiến binh, ông chưa từng biết sợ là gì. Với tầm vóc của hai tay đấm vĩ đại ấy, cuộc so găng giữa Tyson và Holyfield tháng 6 năm 1997 được đông đảo người hâm mộ lẫn giới truyền thông chú ý. Thực tế đó là lần thứ hai Tyson và Holyfield gặp nhau trên sàn đấu. Trước đó 7 tháng, tay đấm thép đã bị đánh bại trước Holyfield và ông cũng trở thành võ sĩ đầu tiên kể từ sau Muhammad Ali 3 lần giành đai hạng nặng sau trận thắng ấy. Không chấp nhận thất bại, Mike đã yêu cầu một trận tái đấu vào ngày 28 tháng 6 năm 1997. Chưa kể trước đó, hai tay đấm này còn từng tranh nhau xuất vào đội tuyển Mỹ tham dự Olympic năm 1984. Có thể thấy mối thâm thù giữa cả hai đã đủ sức trở thành thỏi nam châm, thu hút khán giả lẫn truyền thông. MGM Grand hôm ấy không còn một chỗ trống, tất cả hồi hộp chờ đợi, trận đấu bắt đầu, tiếng chuông vang lên, cuộc chiến lớn nhất năm 1997 chính thức vào cuộc. Mike Tyson khởi đầu khá tốt và người hâm mộ đã kỳ vọng vào một màn trả thù ngọt ngào của tay đấm thép. Thế nhưng, Evander Holyfield là một tay chơi có đủ đồ nghề, kể cả tiểu xảo. Tay đấm bốc Alabama chơi lấn lướt trong hai hiệp đấu đầu tiên. Đến cuối hiệp 2, tay đấm này có pha tiểu xảo, lựa thế húc đầu thật mạnh vào mặt Mike Tyson sau khi đối thủ có một pha ra đòn. Cú húc này khiến Mike rách mí mắt và chảy máu. Tuy nhiên, trọng tài Millis Lane lại bỏ qua tình huống này và trận đấu được tiếp tục. Sau này, Holyfield tiết lộ đã làm theo lời khuyên của mẹ, bà Annie Holyfield. Bà không thích đấm bốc nhưng biết nhìn người. Vì vậy đã nói với con rằng Tyson thuộc mẫu người không chịu được áp lực, dễ hoảng loạn và sụp đổ. Và đúng như những gì mẹ của Holyfield dự đoán, vết thương khiến Tyson mất dần lý trí, còn những cú thiết đầu công làm cơn giận dữ trong ông bộc phát điên cuồng. Nhưng có lẽ bà lẫn người hâm mộ và giới chuyên gia có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Mike Tyson lại có ý định cắn đối thủ của mình, không chỉ một mà tận hai lần. Bước sang hiệp đấu thứ 3, Mike Tyson lao tới tấn công điên cuồng, khiến Evander Holyfield nhiều lần phải cố ôm lấy đối thủ để giảm nhịp độ trận đấu. Bất ngờ Mike Tyson cúi xuống, nghiến răng cắn rất mạnh vào tai của Holyfield. Miệng của Tyson xé chiếc tai của nhà đương kim vô địch trong tiếng rít và sau đó anh ta nhổ nó xuống, như nhổ bỏ một chiếc kẹo cao su sau khi đã nhai hết chất ngọt. Một chiếc kẹo được làm từ máu và thịt. Cú cắn này khiến Holyfield mất một mảnh tai. Tuy nhiên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Các bác sĩ cho rằng Holyfield vẫn đủ sức đánh tiếp. Mike Tyson bị trừ 2 điểm và trận đấu vẫn được diễn ra. Được một lần sẽ có lần hai. Khi hiệp 3 còn 20 giây, tay đấm thép cắn nốt tay trái của Holyfield. Nhưng cú này nhẹ và chỉ sượt qua. Tyson bị đội của Holyfield khiếu nại vì hành vi có ý đồ triệt hạ và bị trọng tài xử thua cuộc. Trận đấu được mong chờ nhất năm 1997 đã kết thúc với không phải một cú knockout mà là bằng một phát căng tưởng chừng chỉ được chứng kiến trong thế giới của những con mãnh thú hoang dã. Holyfield thắng cuộc với một bên tai không còn nguyên vẹn. Sau khi trận đấu kết thúc, một nhân viên phát hiện ra mảnh tai trên sàn đấu và đem tới phòng thay đồ của Holyfield. Đội ngũ y tế đã quấn mảnh tai vào găng tay cao su.
với hy vọng các bác sĩ phẫu thuật có thể gắn nó lại vào tối hôm đó. Thế nhưng không biết lý do vì sao, mảnh tay này đã biến mất trong chiếc xe cứu thương. Với Mike Tyson, ông bị cấm thi đấu gần 2 năm và nhận án phạt tới 3 triệu đô la Mỹ. Đó là vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa trong cuộc đời võ sĩ của Mike. Tuy nhiên, người đàn ông 53 tuổi chưa bao giờ hối hận về điều này. Đừng để câu nói ở đầu video đánh lừa, chính Mike thừa nhận trong cuốn tự truyện rằng những câu từ ngon ngọt, hối hận ấy được người khác viết ra và anh chỉ đọc như một cái máy, thậm chí cảm thấy ngượng mồm khi từng chữ phát ra. Nói một cách thành thực, sự dằn vặt đôi khi lướt qua tâm trí Tyson, nhưng ngay lập tức bản thân ông lại tự hỏi tại sao phải ân hận khi đó chính là bản chất con người của Mike. Trong cuộc trò chuyện với Rodman trên postcard của Host Boxing sau này, Mike hồi tưởng lại với không một cái chớp mắt. Tôi chẳng bao giờ nghĩ việc ân hận, theo vào đó tôi nghĩ đến việc đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc chụp ảnh cắn người. Tôi kiếm được số tiền hơn 3 triệu đô la Mỹ đã phải nộp phạt, thực sự điều đó thật buồn cười. Tôi cắn tay anh ta, nhưng điều này trở thành hành động giúp tôi kiếm tiền, tôi không hối hận cũng vì vậy. Câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao một võ sĩ kinh nghiệm và cái tầm hàng đầu như Mike thời điểm đó lại có hành động hoang dã như vậy? Rất nhiều giả thuyết được đặt ra trên các phương tiện truyền thông, một trong số đó được cho là những biến cố mà tay đấm thép đã đối mặt trước thềm cuộc chiến. Năm 1992, Mike Tyson bị bắt vì tội hiếp dâm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu da màu Desi Washington. Sau 3 năm thụ án, ông được trả tự do, nhưng bản thân Mike không muốn điều đó. Tyson đang tận hưởng cuộc sống trong tù với những bạn bè mới, với sự ung dung mà ông chưa từng có trong những năm tháng điên rồ trước đó. Ở trong tù, Mike đối thoại nhiều hơn với bạn tù, với những người khách vào thăm và quan trọng hơn, với chính bản thân mình. Trong thời gian ở tù, ông đã cải sang đạo Hồi. Bước ra khỏi song sắt, những bạn bè xấu trở lại, cơn lũ tiền tài danh vọng lại ập đến. Vốn là một con người mê tiền, mê gái và nghiện ma túy, Tyson tiếp tục để cho cuộc đời đưa đẩy. Ông thượng đài, ông kiếm nhiều tiền, rất nhiều tiền, rồi lại lao vào các cuộc ăn chơi trác táng. Tất cả định hình nên một Mike thép nổi loạn, bản năng và bất tuân luật lệ. Nó khiến Mike trở thành chiến binh mạnh mẽ trên sàn đấu, nhưng cũng đưa ông xuống bùn đen, nếm trải sự cay đắng của thất bại, nghiện ngập và nợ nần. Dần dần, Mike càng khó kiểm soát tâm trí mình hơn. Và đỉnh điểm chính là trận đấu đầu tiên giữa Mike và Holyfield năm 1996. Tại trận đó, Tyson được đánh giá cao hơn, chơi lấn lướt và sớm giành ưu thế, nhưng thua cuộc. Theo Tyson, Holyfield đã dùng tiểu xảo khi húc đầu vào mặt khiến anh bị rách mí trái ở hiệp 6. Cuối hiệp 7, tay đấm thép lần nữa dính đòn tương tự và khiếu nại lên trọng tài. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, kết luận được đưa ra là Holyfield không cố tình. Đến hiệp 11 của trận đấu năm 1996, Tyson bị knock out lần thứ 2 và bị sửa thua. Bất mãn với kết quả, tay đấm sinh năm 1996 nói với một số người bạn rằng anh sẽ trả thù. Và hành động cắn tay đó chính là cao trào cho tất cả những sự dồn nén ở trong lòng Mike suốt nhiều năm trước đó. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết, Mike chưa bao giờ lên tiếng xác nhận nguyên nhân chính xác cho hành động ấy của ông. Nhưng chắc chắn đó sẽ là vết nhơ không thể rửa trong sự nghiệp đầy vĩ đại nhưng cũng lắm tai tiếng của tay đấm thép một thời.